nè sao vừa chưa nó còn mà còn mà khu vô má slide bằng vừa giảm slide nó slide rồi lý thuộc đại đoạn slide số vào mà sau này chủ tọa lại mấy nó object khu vô pause khu xuyên hàm bao chút xem làm ấy bên con lưu slide đi mày nó bay nó lại tham vô bộ ở bộ gì anh ấy thà này bay lại được luôn tham vô clip lại trên này ai chỉ mà tôi slide của mày tốn của mày rồi đi cả chúng mày mua luôn đấy chúng mày luôn mày ạ ở bộ gì anh ấy clip mày rồi trên wow tham vô drop của tháo bộ nó vào đường tháo bộ không xoay được vậy thà tham vô mày tốn của mày còn mày sl đây tôi sl anh đã bên select object to slide rồi object của select bi bộ bên anh đã không bạn lưu ý rồi nhà hai chị đấy, nhà mình 3.0 mình nó lười zoom mình 3.0 anh đã, anh đang học lại đấy, bây giờ mà first point bia, second point bia, bên third point cũng bao bia vô, nó ở đâu rồi phải nào nó ở đâu phải nào, ở bao bia, đang muốn ở cái bia vô, đang muốn đi mà ở đó, đang muốn đi à mông mông đó, bao bia lại, bên mi đấy đó, special point ở bao giờ sang ra sai đấy, lưu trình này bao mà cái lấy trả bài, chưa mà lưu trình này chưa mà cái lấy trả nên xem chưa đoán được rồi boot à công lưu trên nào à công lưu trên đó boot anh đào bộ nên xem luôn bị đoán được chưa chị li bị đoán phải đoán được cái li sl anh đào object là anh đào three point anh đào first point second point third point anh đào để cái lúc mà đi về xem mấy lưu trên đó hoặc xem xem mà xem lên đi về xem mà lấy trả về lại bộ hoặc xem luôn được biết bị đào tham gia đóng cho sau này thì lưu lại SL and down no, objects left and down first point second point about my third point more sorry I got 3 point and went half more SL and down objects left and down 3 point and down first point second point about my third point more. And down chả biết đâu rồi đó nó chẳng biết đâu biết tham hiểu không? Không biết. Anh mà đã có gì ấy? Anh nhận bao nhiêu mà? Chú làm sao như thế? SL anh object là anh đã. Three point mà quên đâu? Đây mình đi mà. Nó start point nó slice and blade. Chú mày này đi. Chả biết đi đâu vậy? Thì nên đi cái chả biết là. Bị đâu vậy đâu? Đi bộ sai. Nó xem nó như mao. Anh đang học lại. Tham hiểu đâu? Anh đã được check house gì à? Mình đâu rồi? SL anh đã. Object là anh đã. 3 point enter mà khâu đồ bên này thì nè thì bây giờ mình sẽ vào đó enter nó chạy bài nào đấy tu làm như vậy làm nó chạy từ đầu đi đuôi lại nó thì con này thì sai đi cho tài cancel lại nó friend cái này rồi bây giờ đi chơi này thì bây giờ chẳng lẽ là đi chơi nào, loa chơi nào, đam yêu đi loa chơi nào, chơi gì, friend của vui bỏ, nó đam yêu bet của vui bỏ, SL enter, object là enter, 3 point enter, first, second, tất cả ở bên ngoài phải hold on đi, thì phải có phía bỏ, nó thì phải có đam, bị mà kịp bù sai, enter, chơi gì, đam yêu bỏ, SL enter, object là enter, B, first one, second one làm nó được không đi làm làm đi nó sẽ làm đây là solution lưu xin nó slice bỏ nó xin việc nó được không slice tốn nó ở tốn nhà đấy quá tốn nhà đấy nó ở tốn nhà đấy không biết nó được gì không nữa slice bên session biểu cảm đấy nó session section section session biểu mẹ cho nó còn đi dòng phải lại và session ra tôi đã mà in the long mà không phải in the long chứ đấy ai in the long ô anh lấy hóa thì session bài lại mà dù gì không phải xem mà bài mi am đấy tôi phải xem mà bài mi am đấy tham hiểu không in long ở đây xem mình gì lại đó ai thao biểu đó session phải anh luôn đi mà khu khu biểu mẹ SEC này đó là session của anh biểu biểu mẹ SEC này đó là session á rồi đi con đi khi nào phải làm nữa
SEC toán này SEC này toán này session yên biểu mẹ tôi view yên toán này mình nó đủ đi chào rồi tôi view yên toán này ví dụ mà cô chỉ trên này bông này đấy đấy lên xe bị lại đi nhà mà phải bám lên chỉ lại đi lại tết đêm mà về bán đi xem chỉ lại nó đấy lên xe bị lại mình nó bên sau cái phiếu toán tôi có mấy con mà SEC SEC anh đã bên objects là anh đã 3 point and session by slide lead rồi đó first point second point above my shima third point xa bị cái này bên bên suy bị làm m and p and and đi nhà mà p and ra rồi đó thì nào xong tung cái này selection bên khó chứ p and này đó khó lý ai nó p and này đó khó lý ai làm như vậy đó hay là chơi này bị đi bán này left cái này chỉ gì mà, à cứ chỗ bài này để lại đi mà rồi bài này xin mấy rồi, lịch sử đi bài mà lịch sử đi bài, bên mà, sorry bộ, mà sorry, thì không xử lý chuyện window bài mình rồi, à window window, đó bộ, à ta khá bài mình lịch sử nào bài nó main đó bài, à main đó đi nó, nó, à bọn mình xử lý mà này anh đi bài đấy, anh mà xử lý chuyện là fan glass gì là, fan light đi bài, nó, mà window đi bài, đam yêu bộ. À cũng bia về đó. Mà nó bia là reason object này bia. À reason object này bia về đó. Realistic logic đi. Reason object này bia về đó. Đa nhiêu đi. Đó. Đa đó. Đa apple không qua là suy số này mà không đó. Mà không được bia về mình. Nó đa nhiêu đa về đó. Đa cái session này. Nó là không bia bia mình. Bật mouse luôn. Tôi đi vào phần chat với tôi vừa lại mình. Cô lưu trên này bạn đi đấy. Đang đi cao lại bên sau về phía đoàn mới SEC and objects là and 3 point and first second dot biểu mà M and B and and nó xong đông rồi sẽ là chuyện biến hóa ra B and đã đi về đó đi bài này đi bảo mới Frank anh chị lại làm như vậy làm nó đi anh đi bán là đá đá đi bán đấy bộ chào làm gì đá SEC này đó đấy con đang phải sử dụng lên rồi đó session play rồi đấy con mình cũng sử dụng đấy nó đá rồi nó lì đấy đâu mà đấy tạm nhảy lên lúc vào session play cho cái SEC TIOMBLEN đi nó session play này đó session play and pin d and draw session d and d and pin draw lâu bì d bài bài chị chị nào d bài chân chị chị nào là cái dinari đó mày dinari d u đó mày d u đó mày d u đó mày bài mày đó pin anh ta khảo ý bài tông mày bia bì anh ta đi gom đi bộ anh ta khảo lại pin lưu dinh bạc lấy chắc đi bài chân là đi bài chân là đi bài chân lưu dinh đi bài chân lấy chắc bài lại nó tỏa ra bằng miệng phiền này nó biến lên lưu dinh này bộ hô bài đi bài đam yêu, nhà lý gì đấy? Đi về chén lô gì nào, hồ về chén lô gì nào, sẽ xíu đi về chén lô gì nào, biếng biếng nữa thì còn, sẽ xíu này đi phía này, S E C D I O M B L E N đi, nó sẽ xíu lên anh đó, bên D anh đó, draw luôn mày, D ni ai, D anh đó, D ni ai, D ni ai, D ni ai, D ni ai, bên anh đó, bên trái xíu biếng quá, đi về chén này, đi về chén này, biếng rồi chứ, đi về chén biếng tao không biết sao tao biết solution này sẽ là bị lệ lại mà phải lợi dụng mà tham nhũng bên nào được hứa đấy đi lại sẽ là bị ha session bên lại nó session lại sẽ là bị bên right click học biến lối dài nó à không biến lối dài nó à đủ để cho cái con lối dài nó right click học đang đi vào mà bên generate 2D 3D session ra gì đấy từ UBI bên nào mà more option mới lại more option show đi đi vào mà rồi bên 2D session lâu mà là 3D session lâu mà là 3D session là lì được lì 3D session đó là mình nói bên đó export to a file file được không nên bị quét thông mà quét thông mình nói nó export to a file như bên mình mình browse này nhiều lại mình phải nhớ mà xem này bộ mà desktop mà xem này mà desktop mà desktop mà biết lại đâu mà số bao rồi session session house bộ
ပင် drone file နဲ့ save လုပ်မယ်ပင် create ကိုနှိပ်မယ်ဒါရပြီကျွန်တော်ကြာမယ်ဟောပါကြတာ and error all got children saved okay ပေါ့ပြမပြတော့မသိကြည့်လောက်မယ်ဆက်ရမ်းလေးတွေကောင်းတော့တုံးရတယ် desktop မှာကြည့်လိုက် recover ဆိုတော့ r နဲ့လာမယ် har replay ရတယ် our session host ပြတော့ပြရနော်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ဒီလေးစတေလောက်ကြည့်အဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလုတ်ပြီးသွားရတော့ session ပိုင်းသွားတယ်ဒါတော့တကယ် session လေအိမ်တလုံးအလဲကောင်းနေဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ပလိုက်တာသူကဟောဖေးလေးဖက်ကလာတော့မလာမလုတ်တော့ဟောနိုးနိုးနေထွက်လိုက်တော့တုံဆန်ပေါ့ဒါဆက်အရင်ခိုင်းတာများတော့ခိုင်းတာညာတော့ခိုင်းတာညာတော့တွေ့ကြပါတယ်။ကြံဖွင့်လိုက်တော့ငါကွာကြတာလေ။အဲဒါတွေ့ရအောင်နော်တွေ့ကြအောင်နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ final လုံးဝတုံးပြုတ်ကြသွားပြီပေါ့။အဲဒါတခုကြောင့်ပေါ့။ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ကောင်းမှဆက်မကောင်းမှပြုတ်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူနည်းနည်းလေးခိုင်းတာများသွားရင်ပေါ့မတော့တာလေအဒီဘေးဘာရှင်နေမဟုတ်ဘူးဒါမှကွာတော့မကွာပါဘူးဒီခိုးတုံးတာနဲ့ပတ်စံပေးတုံးတာနဲ့တော့မကွာပါဘူးเนาะဒါမှအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်ကြပြီခါတာပေါ့เนาะပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်က drone recovery manager အလိုလိုတက်လာပြီတယ်เนาะဒုံရှိုးလောက်ထားရင်တော့မပြတော့ဘူးပေါ့เนาะ close လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ drone recovery manager ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်တော့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ file တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့ recover လုပ်ပေးတာပေါ့။ဘာမှသွားမလဲ။ Trinity 3D ကို recover လုပ်မှလာတဲ့ session house ကိုလုပ်မှလာတဲ့နှစ် file လုံးပြုတ်ကျသွားလေခဏတော့ software ကြီးပြုတ်ကျသွားတော့။အဲ့တော့ session house ကို recover လုပ်မှဒီ file ပေါ့။ဒါမှ Trinity 3D ကိုလုပ်မှလာ Trinity 3D Trinity 3D ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးရနိုင်တဲ့ backup ပါပြရဲသွား။ဒီက double click ခေါ်ပြီးဖွင့်လိုက်ရုံပဲ။ပြန် session house တို့ဖွင့်ပေးရုံပဲ။ပုံမှန်အခြေအနေမှာလည်းဒီကောင်တွေသွားကြည့်လို့ရတယ်။ဒီ drone recovery manager တက်မလာခဲ့ဘူးနော်။ drone recovery manager မတက်လာခဲ့ရင်လည်းသွားဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်။ file ကdrone utilities အောက်က drone recovery manager နော်။ဒီကနေတော့ hop ပေးလို့ရတယ်။ရမယ်နော်ဒီကောင်။ဒီကနေပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်။ခဏပြုတ်ကြရဲ့။နော် realistic ရေထိုးလိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်တော်များတည်ကြည့်လို့မရအောင် No Don't say it on I don't ဒါမျိုးပြန်ထုတ်ပေးရဲသွားဒါ block object နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးရတာဟုတ် block object နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးရတော့လေးတယ်ဒီကောင်လေးဒူတီနဲ့ထုံတော့ဒီလောက်မလေးဘူးပေါ့။ဒါမျိုးဒီကောင်လေး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ slide ပိုင်းတည်ပါပြီ။ Oh sorry session ပိုင်းတည်ပါပြီ။နော် session ပိုင်းတည်ပါပြီ။ session တည်ပါဆိုလို့ရှိရင် 3D poly ရတည်တယ်။နော် 3D poly တည်ရဲ့။အခုပြောပြအောင်မှာ view ပို့မတည်တည်ဘူး view ပို့။ဘာမှမတည်ဘူး view ပို့နော်။ view ပို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကြရတယ်ရတယ်ဆိုတာကအမှန်ပဲဘယ်ကောလောက်ထားပဲဘယ်ကောလောက်ထားနော်ခဏလေးကြရတယ်ချုံချုံလိုက်နော်ဟဲ့
ောင်းနေရင်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်အခုပြောမှာ view ပို့ပြောမှာ view ပို့ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်တလုံးပေါ့ဒီအိမ်တလုံးအခုကြည့်နေတာအများနဲ့ကြည့်နေဆော့ဝဲဖြူကနေကြည့်နေတာဆော့ဖြူကတော့ပုံမှန်တိုင်းလှည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လဲလဲဆက်လက်ပြီးတော့ shift နဲ့လှည့်ကြည့်တယ်ဒါလည်းဖြစ်တာပဲဒါလည်းရတယ်ပေါ့အတိအကျလှည့်ကြည့်ခြင်းတော့ view ပို့သုံးရအောင်မယ်တဲ့ command သုံးပြီးတော့ပေါ့အတိအကျလှည့်ကြည့်ခြင်း view ပို့သုံးရအောင်မယ် shortcut က vp နဲ့သွားတယ်နော် vp အဲ့ဒါတော့ VPN だ view ပို့ process တိုင်းလာပေါက်ကြလာပြီကြားတဲ့အချိန်မှာအခုဖြစ်နေတာကတည်းက software view နော် absolute to wss ကိုယူထားမယ်ပြီး255 degree ရဲ့255 degree ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီဇိုင်းကနေကြည့်နေရပေါ့တို့ဒါဆို280ရဲ့ shift တက်ရကြည့်မယ်180 left view ကနေကြည့်မယ်အတိအကျ135ဒီဘက်ထောင်းအောင်ကြည့်မယ်90အနောက်ကဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးသွားရတော့နော်အဲ့တော့မှရှေ့တည်းရကြည့်ရင်တော့290ရေးပြလိုက်ပေါ့နော်290ပြင်လိုက်ရုံနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့တို့ဒီအမြင့်ပေါ့နော်ဒါက xy xac xac ကနေဘယ်လောက်လှည့်ကြည့်မှလဲမေးရတော့ဒီကောင်ကျတော့ xy plane ကနေအပေါ်ဘယ်လောက်မြင့်ကြည့်မှလဲဒါပြောတာရှက်ပြီးကြည့်ရင်တစ်ဆယ်လောက်ပဲထားမယ်တော့အပေါ်ရန်လေးရှက်ကြည့်မှပေါ့ပြီး okay လို့ပြောတာသူ front view အပေါ်ကနေရှက်ပြီးကြည့်ပြီးအဲ့မျိုး VPN တာနော်ဘာ30ဒီဂရီလောက်ကြည့်ကြည့်30ဒီဂရီ30ဒီဂရီပြင်ဒီဘက်ထောင်းကပြန်ကြည့်ကြည့်လဲဒီဘက်ထောင်းဆို315ပေါ့โอเคဒီဘက်ထောင်းနေ30ဒီဂရီနဲ့ကြည့်ရဒီဘက်ထောင်းနေတော့30ဒီဂရီမထားကြည့်ဘူးနည်းနည်းပဲထောင်းမယ်ပေါ့20လောက်မယ်အပေါ်အမြင့်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့20အမြင့်လောက်ကနေပြန်ကြည့်ရတူဒါမျိုးအတိအကျလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီအနောက်ကပြန်ကြည့်ကြည့်နေ45နဲ့ကြည့်ပေါ့45ဒီကောင်20နဲ့ OK ပေါ့ဒါမျိုးကြည့်ပြရတယ်လေအတိအကျလှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ VP ကတော့ဒါမျိုးနော်ဒီကောင် VPN ဒါပုံမှန်တိုင်းလိုချင်တော့ software view တောင်းမယ်ဆိုရင်225ဘင်းဒီကောင်35ပေါ့ဒါ software view ပြောင်းသွားတယ်ရမ်းလမ်းပြီဒါ view ပို့နေသွားတယ်နော်ဒီကောင်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တော့ပြောပြအောင်ပါဒီဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုပေါ့ဒါအကျန်းလေးပဲရှိသေးတယ်လေအကျန်းလေးပဲဆိုရင်မဲ့ 3D တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် 3D ပြီးသွားပြီတော့တကယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် material တွေက render တွေချလုပ်ကြတာဒါဒါဒီနေရာမှာဖြစ်နေရတယ်တကားမရှိသေးတာကြည်လိုက်မယ်နော်ခဏတကားရှိတယ်တခါကျရင် AutoCAD မှာအဲ့ဒါတွေကအများကြီးပဲမဖြစ်ဖြစ်လာမှာနောက်နောက်ပိုင်းတွေ့လာမှာဒါဆိုပိတ်သွားရည်လား solid ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဖောက်ထားပြီးသားတဲ့ဖောက်ထားပြီးသားနော်ဖောက်ထားပြီးသားပြင်နေရဒီကောင် move လုပ်ကြည့်ကျေးဇူးလားမရှိတော့တယ်အဲ့ဒါအပိတ်ကြီးဖြစ်နော်ဆိုရအဲ့ဆိုနေရနှစ်ခါဖြစ်နေရပဲနေရနှစ်ခါဖြစ်လို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်တခါကျရင်မထာမျိုးကနေရနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်နေရနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတခါကျရင်သူ့ဒါနေရနှစ်ထပ်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့ဟန်သူဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါတက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်တခါကျရင်ဒီနေရာမှာအကောင်းဒီနေရာထိ copy ကူးလိုက်ရင်တော့ပိတ်သွားအလုံးမိတ်ဖြစ်သွားအပေါက်မရှိတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင်ဘာလို့လဲ regenerate လုပ်ရတယ်ပြီးဒီ object တွေကိုပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့ object တွေကို 0.0 နေရာကိုပြန်ပို့လိုက် move လုပ်လိုက်ဒါမျိုးပြန်လုပ်ပေးရတယ်ဒါတော့ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်တာဟဲ့ပိတ်နေတော့မယ် realistic လုပ်မယ်ကောင်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါရရတယ်သူကခဏနေနော်ကောင်းချက်ကြည့်လိုက်မယ် race ရပြီဒါဆိုတော့အပေါက်မဖောက်ထားဖြစ်နေမယ်နော်ပေါက်ပေါက်ဘူးကျန်ခဲ့ရတယ် rectangle ပြန်အုပ်လိုက်မယ်နော် left ကိုသွားမယ် rectangle ပေါ့ညာနေပြီးတော့ do ဒါမျိုးပေါ့ press zoom လို့ press zoom နဲ့ဆွဲလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ do တင်ပေးလိုက်ဒီကောင်do တင်ပေးလိုက် do တင်ပြီးတော့အနောက်ကိုရွှေ့မယ် move လုပ်ပေးလိုက်အနောက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီး set ထွက်လုပ်မယ် sun enter channel မှာ name enter နောက်ထပ်မှာဒီကောင် enter
ta sẽ nói ra tòa bị tụi làm nhiều bộ phải ra đây là đấy bị lùi phía mình xoài xe tình trạng tụi đi qua phần trái mẹ làm nó họ bị khu vừa ra ngoài nó thì bông nhiều bộ xoay thay 3D bông nhiều chế bếp biển thông mà nó chế bếp thế bông chế biển thông mà bộ thế bông biển biển thông để xoài thì nhà mà nó ra ra rồi bao nhiêu đó là mộ nó chưa yêu bếp chế bí gì ông này thông đó mà nó chỉ vì gì ăn đấy thôi ra rào cho mẹ nhưng nó không muốn ở trong chuyện nào mà roof lìa bộ mình chỉ đến nó roof lìa lấy lâu lắm roof lìa sợ quá rồi thôi skill so as you do anime really is low to time you do it not around my nerve go just in any hard time friend who has eaten a friend who do anime not deep only what jb and those in a jb and those in a solution that what jbg out in a dollar yeah jbg out JPG OUD and and how Benny has seen the depot. See, like what any other my home and say, my see them. So a bit higher see them. Favorite down people. Bit higher see them. Libraries all gone. Bit higher my see them. Bit higher my friend you want. Been cheaper for a minute. Nó chỉ phải phong mệnh này, save lộn mệnh. Cannot save to for a special file errors to a file system location. Nó frame you xin nữa lắm. Chạy chỉ chỉ làm mệnh. Để mệnh bảo mệnh. Frame you be safe. Mì yào nó. Nó location nó ấy nè. Phải là bảo mệnh. DM mà chạy chỉ mệnh. DM mà frame you be safe. Bên. Thông mệnh bổng mệnh. Bộ phim chiếu mày, three objective celebrity, celebrity, bên anh nào lại, anh nào, chia đôi bên, đôi phần gì mày nói, phần gì này không, à friend đúng không, nó friend nào lại, đam yêu à, nó friend, resolution là gì mà có được. No, là resolution đó, là mà còn thì nói vậy. Làm đó, một lâu thay anh đi thay đại ú, tập chém đó, bong thâu bị đoạn. Là friend này, bảo mày bảo. Nên chỉ chỉ lưu trên control zero này, sẽ không hiểu. Hai lâu thay lại bảo, control nine này vậy này, còn mày lại mà chọc lại. Bây giờ mà, so object bảo. So object lâu thay mày. Bây giờ mà, JPG, JPG, O U D bỏ, còn mấy người miền nào mà J B D L and đó, bên bên này xem này, nó T J V C lại mấy friend này bỏ, safe luôn mấy, override bỏ yes bỏ nó, override luôn cả mà đi, chỉ biết đáp final yes, bên bọn này sẽ lại bị lại nó, thì cái này bị rồi, thì T bị lại mấy, and đó, chả biết đâu, nó bên đó phân gì nữa. Thì ở góc phải ta sẽ nó khách gì đi mà vậy làm nó làm cái lúc đó vậy ta sẽ rồi xin đi vào nó rồi nó như resolution bên này như ta mới thu bị lại nó ta cũng lười lười thu đó vậy như này control zero control nine nó so as you are talking là so as you when I walk rồi mà xây trái lấy gì thì nó sẽ là baby shift này là con đúng không cú xây dựng lại gì rồi ấy, đam yêu nề tha là, đam yêu nề tha là, à còn chơi gì rồi ấy, đam yêu bông lên thâu chân này, đam yêu bông mà, mà chơi bây giờ, ông này lại thâu lia rồi, nó thâu lia rồi còn mày lại mày ai xí đi, đã đuổi đi nó, đuổi đi, nó quay xe lên này, chạy xe lừa ấy đi không nè, quay xe lên này đuổi đi mày nhá, chạy qua lại, right cái này, quay xe lại, object đại cô, line này,
No? Operator mà select all. Ok. Dạ vậy đi. Bên này, đặt lý vô. Đặt line mà mình không biết đoạn vậy. No? Mà đi line này bài rồi xuyên xuyên mà. Đi bài này thôi chứ này. PNG out này à. PNG OUD. Nó PNG out này à. Đi rồi đó. JVG out này à. PNG out này à. Training 3D bộ PNG này save. Control 0, Control 9. Bên đi con, sẽ ảnh đá ổn đá này. Object khu lông, xong đi chạy lại. Bên đó mà PNG out. Save bộ. Nó training 3D PNG này, yes đâu lại mấy. Override bộ. Thì anh này thì chào đi lại rồi. Nói đi con. Ta bị format PNG là không phỏ rồi. Portable network graphic. Tìm mà nó quay. Chào đi tỏa bị. Em nhẹ mộ. Em nhẹ thâu chi chỉ nữa chứ. Đã mới thâu chi được ai rồi.